chiều một tiếng đúng không? Dạ. Sáng nay hình như ngày hôm qua là phải. Dạ. Hai ngày. Hả? Hai ngày nay, tại vì anh em tới đây. Cô đèn cũng. Tôi xe kẹt hả cô? Ừ, tôi sao kẹt xe trời. Nghe lén nào tiền. Cô? Hả? Nghe lén nào mà kẹt dữ vậy? Vừa qua cầu Phú Cường, chưa tôi có cầu Phú Cường là kẹt xe quá trời. Nay thứ sáu nó chở hàng nhiều quá. Dạ. Chứ thứ bảy nhật là nó không có kẹt. Mà tại vì tôi buồn quá, tôi muốn đi, tôi đi hả? Dạ. Cô ở Hóc Môn. Con cũng đang ở Hóc Môn mà con Bình Chánh này. Hôm nay tôi ở Phan Hiệp. Đang kẹt xe. Qua buổi sáng chút xíu tám à. Đang kẹt xe. Bữa nay thứ sáu mà sao kẹt xe ta? Kẹt xe lắm, thứ sáu nó chuyển hàng đi kẹt lắm. Dạ. Là lối vô tới cầu Phú Cường nó kẹt quá rồi kẹt. Dạ. Cầu Bà Đời á, kẹt dữ lắm. Dạ. À, Linh anh clip thấy ông này rồi, chúng này. Ngày qua anh kia vừa thấy người kia dù kia dù kia dù, người kia dù kia dù tiếng thấy hết nha. Ông giờ phát áo tím nữa hả? Ở đây dạ. Chừng nào mới về chiều hả? Dạ chiều con về. Chiều ai cũng chiều về hả? Còn tối có hẹn với lặng đeo. Dạ không. Tối chiều 5 giờ, năm mấy là bảo vệ mờ ra. Dạ không, có bảo vệ thì ở phía ngoài cổng đó cô. Ừ. Dạ. Bảo vệ vòng vòng đây hả? Dạ, ừ. Chứ có camera đây. Dạ hả? Dạ. Có camera hả? Ờ. Dạ. Đúng là ai phải có đó là camera đó, người nhà cũng có thể theo dõi nhìn mộ nè, rồi bên phía qua viên rồi. Dạ hả? Sao hổm tối tôi thấy mà đêm là có camera rồi đó hả? Tôi thấy nửa đêm, có quay nữa tôi thấy rõ ràng luôn. Dạ, cũng có khi cho vô, tùy theo lúc mà có sự kiện. Không có nửa đêm tôi ở nhà, tôi quay máy tôi thấy. Đó là chú Tiểu qua Duyên á, ta làm ở đây đúng nè. Rồi. Nên cũng rọi phải không? Dạ, đúng rồi, mới vô. Tôi thấy rõ ràng đó. Là chim trực tiếp á. Ừ, thấy chú Tiểu đi rồi, đèn lưng la tôi thấy này nè. Dạ. Đêm. Tại vì chú Tiểu đó bên qua Duyên, nhân viên á, thì được ở đây. Ít bơm ở đây. Dạ. Cho tôi miếng giấy tôi lao mộ, anh Lâm. Dạ. Ủa bộ hổng màu hổng giấy kia nhiều lắm, này giấy này nghe ít quá hả? Cô lấy thêm không? Cho tôi thêm miếng ra một, phải làm mặt ra một. Dạ. Dạ. Nè cô. Để đây đi thôi, chị nằm chút xíu. Dạ. Ừ, trưa nắng cô lau mộ cho chú. Trưa nắng thì mấy anh em mỗi người ngồi góc nghỉ rồi cô chú anh chị ơi. Tại vì cũng vắng khách. Bữa nay là cô bán được không cô? Dạ. Dạ. Cô buồn cô lên chú ha. Mãi con thấy cô giấy quá trời.
không biết cô cầu cái gì cho cô. Cầu xin lắm, đi lắm, đi chùa đi nữa gì. Anh năm thì cầu xin đi lắm luôn. Dạ. Đi cầu xin nhiều lắm. Cuộc đời mình nó có nhiều nghiệp chướng quá à. Cuộc đời của tôi có nhiều nghiệp chướng lắm cô ơi. Dạ. Bởi tôi đi cầu xin đi lắm. Đó, già làm thịt phù thịt pháp á. Dạ. Bây giờ không có ai nói nghiệp á. Dạ. Trong cái họ nó danh anh em nhà tôi nó lào xào lộn xộn lắm. Dạ. Bữa tôi buồn lắm. Cô cũng vừa lao mẫu vừa cầu nguyện cho chú. Đúng cô. Cái này nè cô. Tôi không có xài cái này. Này nè cô. Ừ, mấy này cô mới xài vậy, tôi không xài. Cô gỡ giùm con nha, cái này nè, vuông lên. Ừ. Dạ, đúng rồi. Nó sẽ còn miếng nữa. Dạ. Này nè, tọc lên rồi đó. Dạ. Ở phía ngoài thì cũng đang có khán giả đến cô chú anh chị. Năm hát hoài nè. Dạ. Mấy mười mấy 20 năm rồi, đi lắm luôn. Dạ. Đi xuống lên tặng hoa năm hoài luôn, lên sân khấu luôn. Bởi vì tôi là dạng lên sân khấu lắm, tôi không có chết nhát đâu. Người lên hoài là dạng lắm. Đi mười mấy 20 năm đi hoài, đi quỷ dẫn con đi hoài, mà đứa con dựng lớn lấy chồng rồi. Dạ. Giờ tôi đi đâu tôi đi có một mình lấy chồng, để đứa con đây 3 tuổi rồi, 3 tuổi mấy. Dạ. Đang có khán giả vào viếng mộ chú. Cô lên lần nào thấy cũng nắng hết thưa cô ha. Dạ. Dạ. Cô bán nguyên ngày hay sao cô? Bán chiều nữa, 2 giờ cô bán tới chiều nữa. Bán cho công nhân hay sao cô bán? Bán sớm cho công nhân, chiều là 2 giờ cô bán đến 5 giờ, 6 giờ họ cũng còn uống. Dạ. Không dám. Ở đó là cô cái nhà luôn hay là nhà tôi luôn. Nhà dạ. Tôi sửa xe đông lắm. Sửa xe hả cô? Nhà tôi sửa xe đông lắm. Là con xe hăng là nhà tôi, bữa nào tôi chụp cái máy nhà tôi đông lắm. Dạ, là con đúng cô sửa. Vắng rồi con ơi, đúng là vì họ không có tiền hay sao, vắng rồi. Dạ. Nó đông nhưng mà nó không bằng hồi đó, đó đông lắm. Dạ. Mà con cô sửa hay sao cô? Con trai thứ 7. Dạ. Ủa vậy là cô mấy người con? Cô 6 là con. Dạ. Buổi trưa khán giả bài viếng của chú anh chị. Vào đâu anh vào lúc nay khán giả có một cô các chào ơi quen lắm, tôi lên đây từ nào giờ 18-19 lần rồi. Lên khi Vũ Linh chưa mất là tôi lại với thương quậy á. Dạ. Đi lên đây nhiều lần lắm luôn. Dạ. Cô ở Hóc Môn phải không ạ? Dạ. Hôm nay anh đồ che cái này lại ngon quá ha, mát quá ha. Dạ. Cũng đỡ nắng quá ha. Có một bánh cũng đem. Ngâu đến kia anh xe bánh. Có anh Ngọc không? Dạ nó là dựt thấy luôn rồi đó. Nó dựt thấy luôn không? Dạ mà như khán giả muốn đó thì chừng nào mà quan quan lấy thì lấy nào cũng được. Vậy hả? Dạ. Được để luôn, nếu được luôn thì đã mát ha. Dạ. Bữa nào cúng lớn thì cô có tẹt ở Hoa Viên á. À, cô biết. Cúng dạ. Lớn nghe trước bữa hay bữa cái tranh thủ tiền lên. Dạ. Bây giờ chắc tới giáp năm nữa quá. Là sao cô? Bây giờ cúng lớn cho năm chắc tầng lại giáp năm mới tới chứ đâu còn ngày nào nữa đâu.
đúng không? Tháng nhất năm thôi. Dạ, nói chung là ngày nào cũng cúng lớn cho cầu năm đó sao? Vậy hả? Dạ. Ý tôi nói là đông người á. Dạ, là nhất năm nó sẽ đông. Dạ, đúng dạ. Chứ ngày thường thường chắc không đông đâu nha. Dạ. Chào cô, mới lên đó cô. Nắng quá mà nãy đi nữa đường bị mưa. Mưa nữa hả cô? Chủ cây xăng 32 bị mưa. Dạ. Mưa nắng ha, nóng. Thôi con xuống rồi mà. Dạ. Lên hoài à, tiên lên cái chỗ này. Cô bên Hóc Môn hả? Anh Năm chưa mất, còn Lê Văn Thanh con gọi là 7 lần. Hôm nào lên nay có phải 17-18 lần. Wow. Này bán cà phê đỡ không cô? Ăn nay con này hơi vắng. Dạ, dạ. Chủ xe cũng vắng, rồi mình cũng vắng lây thì mong vắng. Dạ. 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 Kinh tế đời sống nó khó lắm. Đúng rồi cô. Công nhân ngồi nghỉ hết trơn, tiền bạc người ta khó kiếm. Chợ cũng ới, mình cũng ới lây luôn. Dạ. Dạ, không có đông không mà. Ê. Này ông tím thường nha, sao ông tím thường. Cái này nó vắng mà con ơi. Dạ. Ừ. Vắng rồi. Con này chủ xe cũng vắng, gì cũng vắng hết trơn. Chủ xe là con Tư. Chỗ con quay cũng vắng luôn con. Hả? Chỗ con quay cũng vắng. Đúng rồi, đúng rồi. Kinh tế đời sống khó khăn lắm hả chú ơi. Dạ. Khó khăn lắm. Chợ bú rồi ớ, vắng, không phải nhường làng đâu. Thôi vậy giờ con lên ta. Chú ăn cơm chưa? Dạ, 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 dạ. Nhà tôi quay lên tôi coi hoài vậy. Dạ. Dạ. Nhất là tối á, tại vì trưa nó không có rảnh bao nhiêu tối. Con gửi cô nha. Cái lọc thôi, vậy tờ thôi. Em có 2 tờ coi. 2 tờ. Cảm ơn chú nha. Sáng gì con phát cho anh lên YouTube. Trời ơi, 81. Em kiếp rồi khán giả nữa. Nằm lên đi cho của chị Linh Bình Phước. Chúng mà đặc biệt đi. Còn anh 50 triệu cũng được đó. Lên, đúng rồi, lên liên khúc. Lên nhiều rồi, lên liên khúc luôn. Cũng mong rằng là mong là chiều nay là cô trúng ha. Dạ, dễ khuyến khích. Cô trúng là cũng đó là gì đó là chị Linh đó quý vị. Có hy vọng. Linh hoài. Bây giờ nó ít tiền quá, có tiền nhiều Linh hoài. Ơi, 81 đẹp quá. À, có ba anh chị đi có anh chị nó lâu rồi con chưa nghe để gửi cho anh chị luôn con có anh chị nữa nè em gửi anh luôn nha chú này hình như mới mới dạ đúng rồi dạ con mới đúng không con mới lên luôn cái chú của cụ á là biết Tư hết á rồi em luôn anh ta luôn chị gái ơi em gửi hoài chị đó thì mà mười mấy năm trước thì có đi hoài 17-18 năm năm lúc 2003 thì bây giờ mình lo hết còn là hai nè có Hưng Đạo có đạp hát Hưng Đạo giờ lại sửa là 6-7 tờ ha 7 tờ rồi năm này diễn nè hôm nay thì phát cho tất cả mọi người nè Sa Phu Đi Sứ nè Vũ Áo Bội Đời nè rồi những cái ca lẻ lẻ ca cổ lẻ lẻ hay lắm đi hoài luôn có khi một tuần coi 5-6 lần luôn tại vì mình thích tuần đó mình coi hoài coi hoài coi hoài luôn rồi tới cái ngày mà vòng tay nghệ sĩ rồi đủ thứ đi coi hoài mưa tao nói mưa tầm tã mưa lớn cũng chở con đi hầu cái đứa con nó có 7-8 tuổi thì chở đi hoài đi ngang đường ô cơ nước ngập hơn nửa bánh xe thế mà nói trời trời mình ghiền Vũ Linh chim mình chở con mình đi khổ thì trời đi về cái khuya á 11 giờ á giảng cái lương xong á anh Năm Vũ Linh này tung ra cái khán giả họ theo họ coi tao nói coi sân khấu rồi xong rồi hoài coi nữa dí theo coi nữa trời ơi tao nói chắc cũng 17-18 năm có. Dạ. Cô gặp cậu được bao nhiêu lần cô? Nhiều lần lắm. Năm biết mình mà. Nhiều lần bao nhiêu cô? Đi có hoài. Từng đi. Nhiều tới nỗi mà không nhớ nổi là chắc rất nhiều rồi đó. Bây giờ anh Năm nằm đây tại vì tôi bận bán quá không có đi được. Biết sao cô? Biết sao con hỏi gì không? Tại vì con hỏi khó cho cô. Thầy thấy cô vui quá hỏi khó anh tí. Không có mình không có được mấy láo. Dạ. Không biết là con hỏi cô là nhiều là bao nhiêu rồi cũng chắc ăn rồi chú rồi cô không nhớ luôn. Trước đi nhiều lắm. Cái hầu con nó còn nhỏ rồi cũng chở nó đi dữ lắm trong giờ này mất bán cà phê quá đặc biệt mình nhớ lần này là lần thứ mấy mình lên đây không cô Tư hả dạ hết nhớ nhiều lần Tư trước anh Năm mất đó là bên Thanh Quệ nhiều là 4 lắm lần. Nhiều lắm rồi trong khi anh Năm mất là lên Thanh Quệ 7 lần rồi hôm nào đi tôi tổng cộng nay chắc cũng gần 10 lần dạ anh Năm mất thì gần 10 lần cũng nhiều phải lắm. Tư rồi chục lần cũng phải khảo nếu không có khoảng chục lần có đấy nhiều 90 lần có rồi đó là tất cả 17-18 lần 10 lần có đó khoảng tháng đi đâu 10 ngày có mười mấy ngày vậy là nãy giờ cô chưa có cởi đi bên đây
cô cởi đi bên cô Thanh Hoài. Không có, mình phải để từ đầu con thấy lên là tôi cúng bỉnh trước, tại vì mình mình phải biết vậy chứ, mình biết công ơn, mình lên trỉnh trước thì mình lên, bây giờ mình lên mình phải ghé trỉnh trước, rồi mình qua cúng năm chứ vậy mình làm vậy con người mình phản phúc lắm đúng không? Mình sống mình cũng phản phúc được rồi mình khổ lắm. Con thấy tư nghèo mắng phơi ra ra vậy chứ sống phải anh. Cái là không như nghèo, ông bà đồ những cái dân anh em đồ độ hộ sức khỏe cho tôi giữ tợn. Một sức khỏe thì giữ tợn luôn á. Có sức khỏe là có tất cả. Chứ bây giờ là ví dụ vàng tỷ trong nhà mà sức khỏe bệnh đau không là vậy có mơi không? Nếu mà dịch tiền tỷ trong nhà mà không có sức khỏe, họ đâu có mơi. Phải không chú? Họ đâu có mơi đâu. Sức khỏe là trên hết. Lấy cái dĩa đi chị. Mỗi khi tôi lên đây là tôi gian giái. Trên đường đi bình an, về cũng bình an. Mới đầu tôi đi lạc, biết là tôi hết đi lạc. Bây giờ quen là có đi lạc. Lên nhớ nhớ cái tay đường đó rồi. Quanh vô, quanh vô, giờ mới lạc nhanh lắm. Chạy nhanh vậy. Ai cũng giờ vào đây tôi đi. Nhưng ai đi tôi đi. Nhưng mà bữa nay tôi đi một mình hay là một mình? Bữa con thấy là cô đi với ai không cô? Nói giờ thấy cô cháu đi. Có hết lắm, cô đi một mình. Hai lần với hai lần. Như có cái cô nào nữa không cô? Bữa cháu cô à. Dạ cháu. Mình đi bắt mình chở không thế nên mình mệt quá. Mình già rồi bắt mình chở không. Mình già bắt mình chở không mà nó có gì rồi sao? Dạ. Có gì xảy ra cái lúc chạy thì không sao mà cái lúc mình nhiều khi mình thắng xe là nó lận thuận lên thuận rồi cẳng chân nó đâu có khỏe gì xưa đâu. Dạ. Tư hâm mộ anh Vũ Linh học trẻ bây giờ. Còn đẹp nó đẹp lắm chứ bây giờ nó già. Nhưng mà giờ mình vẫn hâm mộ mà đúng không? Vẫn hâm mộ luôn, vẫn hâm mộ, tới chết luôn. Ủa cô, rồi bây giờ ở nhà là cô có hay mở tuồng của cậu Năm để nghe không? Trời đất ơi, liên khúc. Liên khúc luôn. Liên khúc trưa thì có một lát, nhiều khi trưa không có rảnh, nhưng mình vô mình nghỉ trong phòng mình ta kêu. Dạ. Ta kêu từ mua nước mình không có yên. Thành ra không có nghỉ được, trưa thì không có lâu đâu, tối á. Ủa tức là cô không có mở trên quán cho khán giả cho khách vào. Không có máy chứ gì. Ai cũng có máy hàng ngồi coi chứ. Người nào không có máy bây giờ ai cũng có máy hàng ngồi coi. Đâu cần máy của mình đâu. À tức là cô chỉ mở điện thoại thôi chứ không mở trên loa. Tôi bán tôi có cái bóp tiền, tôi mang cái bóp tiền này nè. Tôi bỏ ra cái cuốn sổ. Sáng mai tôi dậy là 3 giờ mấy tôi dậy. Xong rồi tôi lo lao dọn giặt vũ nhà dưới lao nhà hết chế cà phê xong. Rồi tôi lên tôi cầm cuốn sổ với một cái điện thoại. Là tôi bấm Google rồi lên cái bảng đó, bảng đó của Vũ Linh Hồ Quảng á, là tôi hát lên. Có cái bảng tôi tự đặt ra nữa. Rồi cái thôi đầu tôi hát thì không có hay, mình đâu phải nghệ sĩ đâu mình hay. Nhưng hát, cho mình cúng mẹ Quan Âm của Quyền xong rồi mình lại tới tổ địa. Rồi tới cho anh Năm, ta nói, thấm mơ là cái giờ lại của tôi là nó chiếm cũng thời gian, nó phải mình nói mình cỡ chiếm cũng nhiều lắm á. Xong mình cái ra đường cúng mâm cọc phê cho chiến sĩ, đạo binh, dông linh đó ha. Rồi xong mà nhà tôi có cái ngã ba, mộ tôi chôn người đó đó nhiều lắm á, nhang khói nước chung tôi lo toàn bộ luôn. Con nghe tôi nói vậy là tôi cũng thất bại rồi. Nếu mà tư bán ới là mọi điều người đều ới, nếu mà tư ới là mọi tên xã hội thì mỗi người đều thất phu. Tư là cũng như mà mấy có mấy ngày qua này chậm chậm thôi chứ họ cũng bán cũng được lắm, chiều cũng có tiền lắm. Ngày qua này chậm là vậy nè cô ơi, cô mình qua đây còn đứng còn lại được không ạ? Mấy hôm qua giờ mấy hôm nay con Tư nó làm cái dằn phẹt trước đó, cái nó dở dằn phẹt ra cái bằng thiên nó gỡ ra, nó không có gắn vào cái Tư. Cái tôi nói sao con dở bằng thiên mà con không gắn lại cho mẹ nên mẹ lại cái cúng mỗi ngày chứ vậy là không có nên đâu. Cái xong nó cũng bận quá nó chưa có gắn cho Tư, tôi buồn quá. Giờ có mới ấy qua lên anh Năm. Và cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.